Jo Seung-gu, nam tài tử hạng A của KBIS và màn tái xuất thượng đỉnh trong Six vs The Meat. Ca sĩ đã chéo sân làm diễn viên hay ngược lại xưa nay đâu phải là chuyện hiếm. Thế nhưng, có mấy người được công chúng thực sự công nhận tài năng ở cả hai lĩnh vực này. Ở Hàn Quốc, nói đến những nghệ sĩ thành công nhất khi một lúc đảm nhận hai vai trò thì cũng không thể không kể tới hai trường hợp. Về phía nữ, đó là ảnh hậu Rồng Xanh Lee Jung Hyun. Còn về phía nam thì không ai khác ngoài Jo Seung Woo, ngôi sao hạng A ở cả Chomuro lẫn trên sân khấu nhạc kịch. 19 tuổi, sải bước trên thảm đỏ Cannes. Jo Seung Woo sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là Jo Kyung Soo, từng là một ca sĩ nổi tiếng trong những năm 70 của thế kỷ trước, trong khi người chị gái Jo So Yeon cũng là một diễn viên nhạc kịch. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Jo Seung Woo đã lớn lên mà không có sự yêu thương của người bố. Ông Jo Kyung Soo đã ly hôn với vợ và rời bỏ gia đình, chuyển tới Mỹ sinh sống khi anh còn nhỏ. Chính vì vậy, đối với Jo Seung Woo, những đạo diễn, những người thầy như Im Ka Won Taek, Jun Ho Jin, Kim Min Ki và Nam Kyung Ik mới là những người cha mà anh luôn biết ơn, yêu quý. Kết thúc trung học, Jo Seung Woo trở thành sinh viên khoa sân khấu điện ảnh của Đại học Dankook. Đây cũng là khoảng thời gian anh gặp gỡ người cha thứ hai của mình, đạo diễn Im Ka Won Taek, một cái tên lão làng của điện ảnh Hàn Quốc, mặc dù trước đó ước mơ của anh vẫn là trở thành một nghệ sĩ nhạc kịch. Vào thời điểm ấy, chàng sinh viên 19 tuổi trong đầu chẳng chút suy nghĩ, vì được mọi người thuyết phục, anh theo bạn bè đến buổi casting cho bộ phim chuyên dàn Nàng Xuân Hương. Trong khi ảnh thẻ của các ứng viên còn lại đều được chăm chút kỹ lưỡng, sở yếu lý lịch của Jo Seung Woo chỉ vỏn vẹn một trang, cùng với một tấm ảnh thẻ chụp vội, khiến giám khảo, đạo diễn Im không nói nên lời. Nhưng cũng chính nhờ sự độc đáo này mà đạo diễn Im Ka Won Taek đã để ý tới anh. Jo Seung Woo đã vượt qua 1.000 ứng viên để trở thành nam chính của chuyên dàn. Đây là phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Trên thảm đỏ xứ người, chàng diễn viên vừa chân ướt chân ráo bước vào nghề, tươi cười đứng cạnh người cha thứ hai Im Ka Won Taek. Anh cùng bạn diễn Lee Hyo Jung khoác bộ hanbok truyền thống như vai diễn của họ trong phim. Chặng đường đầy thăng trầm. Được đặt chân tới Cannes trong lần ra mắt, những tưởng đó sẽ là một trải nghiệm tươi đẹp đối với Jo Seung Woo. Tuy nhiên, chuyên gia đã không nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Vai diễn Morion được coi là sự lựa chọn tồi tệ nhất cho màn ra mắt của anh. Nó đã khiến chữ nhút nhát của một chàng trai hướng nội tái phát. Đóng chuyên gia thực sự rất cực. Có hôm có những cảnh giường chiếu, tôi phải uống rượu, nếu không sẽ không ngủ được. Tôi đã sụt 8 cân, lúc đó tôi chỉ muốn chết, chỉ muốn trốn chạy. Tôi đã nói mơ rằng tôi chỉ muốn là một sinh viên bình thường thôi. Sau đó tôi còn quyết tâm không đóng phim điện ảnh nữa. À, tất nhiên bộ phim đã mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm. Chặng đường chinh phục diễn xuất của Jo Seung Woo cũng rất gian nan. Mở màn bằng một bộ phim không mấy tích cực, thế nhưng anh đã kiên trì theo đuổi điện ảnh và dần khẳng định được tên tuổi qua từng vai diễn. Vai diễn bước ngoặt của Jo Seung Woo là chàng trai mắc bệnh tự kỷ Cho Won trong Marathon, hit điện ảnh năm 2005 với 5 triệu khán giả. Bộ phim đã giúp anh một bước thành sao hạng A, giành lấy danh hiệu ảnh đế tại chuông vàng cùng năm. Bên cạnh những tác phẩm được người hâm mộ nhớ đến nhiều như The Classic, Marathon, Taxa, The Squirt With No Name, nam diễn viên cũng từng chịu không ít thất bại tại phòng vé với Low Life và Love Phobia. Tuy không thành công về mặt thương mại, Love Phobia vẫn là tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt với Jo Seung Woo. Mùa xuân năm 2006, fan hâm mộ, kẻ sung sướng, người đau lòng khi thấy Jo Seung Woo và Kang Hae Jung sánh bước bên nhau tại sự kiện quảng bá Love Phobia. Chàng trai 26 tuổi vẻ mặt đầy hớn hở, ngạo nghễ, tay trong tay với người yêu là ngọc nữ màn ảnh. Đáng tiếc, cặp đôi phim giả tình thật đã được ai nấy đi khi chưa đầy một năm sau đó. Kang Hae Jung hiện đang hạnh phúc bên chồng Taplo và con gái Haru, còn Jo Seung Woo vẫn là một chàng soái ca độc thân vui vẻ. Sau 15 năm diễn xuất, cát xê của Jo Seung Woo chắc chắn đã tăng lên hàng trăm lần so với thời khởi nghiệp. Cuối năm 2014, tờ Hàn Kiều tiết lộ nam diễn viên được trả 600 triệu won, khoảng 12 tỷ Việt Nam đồng cho vai diễn trong Instamen. Trời lớn đầy hải quả ngọt, Instamen của Lee Byung Hun và Jo Seung Woo đã thu hút 7 triệu khán giả tới rạp vào năm 2015. Cùng với hơn 2 triệu lượt xem của bản uncut Instamen The Original, bộ phim đã chính thức trở thành phim gắn trailer ăn khách nhất mọi thời đại tại phòng vé Hàn. Đây cũng là tác phẩm thành công nhất kể từ khi ra mắt của Jo Seung Woo. Ông Hoàng bất bại trên sân khấu nhạc kịch. Chứng kiến người chị gái biểu diễn vở Don't Whistle trên sân khấu, Jo Seung Woo nhận ra ước mơ của mình là gì. Anh tự nhủ, mình phải trở thành diễn viên nhạc kịch. Dòng máu âm nhạc có lẽ vẫn luôn chảy trong cơ thể anh. Chỉ có điều, anh mất nhiều thời gian hơn để nhận ra niềm đam mê ấy. Niềm đam mê thậm chí còn lớn hơn cả việc đóng phim điện ảnh. Sự nghiệp điện ảnh của Jo Seung Woo có thể gặp nhiều trắc trở, nhưng ở sân khấu nhạc kịch thì anh gần như chưa bao giờ thất bại. Thành công liên tiếp của hai vở Jekyll and Hyde và Hey Queen and Unwrite It cùng phim điện ảnh Marathon đã biến năm 2005 trở thành một năm hiện tượng của nam diễn viên đa tài này.
Năm 2010, sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, Jo Seung-woo từng trở thành đề tài gây tranh cãi khi cách xê của anh được cho là cao nhất trong lịch sử nhạc kịch Hàn Quốc. Tuy nhiên, tin tức trên rõ ràng chẳng thể làm ảnh hưởng tới quyết định săn vé của khán giả. Năm ấy, hệ thống mua vé trực tuyến đã sập chỉ sau 15 phút mở cửa. Toàn bộ vé cho các buổi biểu diễn của Jo Seung-woo đã được bán hết veo. Nhận giải Daesang cho vai diễn truyền hình đầu tiên. Với Jo Seung-woo, phải mất đến 13 năm kể từ khi ra mắt, anh mới có vai diễn truyền hình đầu tiên trong Horse Doctor, một dự án cổ trang của đài MBC. Có 3 lý do khiến Jo Seung-woo quyết định lựa chọn Horse Doctor. Thứ nhất, anh rất hâm mộ thần y Hyo-jun, tác phẩm trước đó của đạo diễn Lee Byung-hun, vì đạo diễn đứng sau thành công của hàng loạt phim cổ trang ăn khách như Nàng Dae-jang-geum, Ji-san, Dong-ji. Lý do thứ hai, đó là các bác gái ở quán lồng lợn khu Shin-dang-dong và quán Seo-se-bi ở Hyeon-gwa-dong mà anh hay ghé tới đã khẩn khiết mong anh lên TV nhiều một chút, đừng chỉ đóng phim điện ảnh. Tại MBC Drama Awards năm 2012, Jo Seung-woo đã được trao giải Daesang, giải thưởng cao quý nhất của buổi lễ trao giải, cho vai diễn truyền hình đầu tiên. Tranh cãi đã nổ ra vào thời điểm đó khi nhiều người cho rằng anh không xứng đáng với giải thưởng này. Cùng Park Shin-hye trong Sisyphus The Myth. Sisyphus The Myth do Park Shin-hye và Jo Seung-woo đóng chính đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả. Nội dung phim cũng đang bước đến giai đoạn cao trào với vô số tình tiết mới được tiết lộ. Đây là dự án phim truyền hình đầu tiên ứng dụng đề tài Skyfry và được đài GTBC chọn làm kỷ niệm 10 năm của nhà đài. Sisyphus The Myth là bộ phim khoa học viễn tưởng thuộc đài cáp GTBC, kể về chuyến du hành thời gian của kỹ sư thiên tài Hae Tae-sun, Jo Seung-woo và vị cứu tinh tương lai Kang Seon-hye, Park Shin-hye. Thời điểm bấy giờ, trên thế giới đã xuất hiện những loài sinh vật bí ẩn trà trộn vào loài người, đe dọa đến sự an nguy của nhân loại. Han Tae-sun là một kỹ sư tài năng, đồng thời cũng là nhà đồng sáng lập công ty lượng tử và thời gian đình đám tại Hàn Quốc. Bỗng một ngày, anh phát hiện ra sự thật khó tin về cái chết của em trai mình 10 năm trước. Bí ẩn này đã thôi thúc anh bắt đầu cuộc hành trình đầy nguy hiểm và gian nan không hề lường trước. Kang Seo-hye lại là một nữ chiến binh tài ba, thành thạo mọi kỹ năng từ bắn tỉa, đặt bom cho tới chiến đấu tay đôi để sinh tồn, chống lại những thế lực thống trị. Từ khi gặp Tae-sun, cô đã quyết tâm bảo vệ anh chàng, luôn bên nhau và chiến đấu đến cùng. Hãy cùng đón xem màn diễn xuất thần sâu của Jo Seung-woo trong Sisyphus The Myth nhé!